Tôi ơi. Trả lời rất không. Hello mọi người, bây giờ mình đang get ready để đi đến một nơi mà kiểu cả nước Hà Lan đã đi rồi nhưng mình và Phan Linh chưa đi. Đó chính là vườn hoa tulip, công viên hay vườn hay cánh đồng, nói chung mình cũng không biết nữa, mình chỉ biết là nó nổi tiếng thôi. Mình chưa nghiên cứu quá cụ thể, mình chỉ mua vé. Mọi người đã biết thì Hà Lan nổi tiếng với loài hoa tulip đúng không nào? Hôm nay chúng ta sẽ đi đến cánh đồng hoa tulip à? Mình không biết có phải cánh đồng không, như đó là cái công viên thì đúng hơn mà. Mình không biết nữa. Sáng dậy mà mình nó hơi sưng. Ngày trước mình đang quay vlog một ngày, lâu lắm mình chưa quay vlog một ngày rồi. Nên hôm nay mình sẽ quay cho mọi người xem một ngày mình sẽ làm gì nhỉ. Some Maybelline, dùng các chị ít gì. Màu số 799 nha. Mình mới học được ở trên TikTok là chúng ta phải kiểu tán son ra chứ không được bậm bậm thì nó sẽ trông xấu. Mình cũng không biết đánh son đâu. Đến năm lớp 12 mình mới đánh son. Cuối năm lớp 12 ấy, nên là mọi sự hướng dẫn không nên nghe. Đây là son bóng. Trên TikTok dạy thì chưa thấy nghe được. Thế mình đã bảo mình không biết đánh son đâu mà. Tạm vậy đi, đằng nào nó thì thôi. Con bóng mà, đi thôi. Mình vừa mãi chơi điện thoại xong mình không xuống ở bến Cần xuống. Bây giờ mình phải đi bộ 900m lận mình. Mệt. Mọi người đừng chơi điện thoại khi đi ngoài đường nhé. Con có chữ ký của Daniel này. Ôi. Vãi. Đây là Jeju Latte. Đây là cái gì? Morning Rice. Morning Rice. Cơm buổi sáng. Nó nước gạo. Cơm buổi sáng. Ice Heart. Kimbap. Đấy nhiều đấy không ạ? Ngon thế. Đây là Toki với cheese.
đích chính này đây mọi người ạ. Bảo hoa. Mình đến không kịp cái xe, người ta vừa đi, tất cả mọi người vừa đi cái xe trước. Nhưng mà anh bảo là à thôi đừng chạy lên, tại vì có ngay cái xe sau. Sau rồi anh bảo là cái xe sau này là dành riêng cho bọn mình. Tại vì là mọi người đi hết xe kia rồi. Có uy tín của mọi người là không có một ai hết. Để đi đến Kiều Kiền Hope thì chúng ta sẽ có, rồi chói sẽ có xe buýt đi thẳng ra luôn. Rất là tiện lợi, đúng không ạ? Yeah. Tiện lợi. Đến máy bay đấy. Lâu tiên thì có máy bay đấy. Không, nhưng mà nó kiểu ở cạnh mình ý. Mọi người, máy bay hạ cánh. Wow. Chúng tôi đã đến Kiều Kiền Hope. Ôi, thì sao ta mua cái bóng tù linh đây? Ok, bây giờ ta sẽ lấy bản đồ nhé. Rất hoa luôn này. Ôi trời ơi, ôi sao ta sao cái này? Cái gì đây? Bên bên. Mẹ ơi, đi thuyền đi. Which area? Cái này là phải là thuyền thì thầm. Thì làm gì? Thì là thuyền thì thầm. Thì đi, tia ta thì thầm, ta không nói gì cả. Thuyền thì thầm. Này, bây giờ mình đầu tiên là phải ra Irene or Juliana. Irene. Hoa. Bắt sao rồi, là hoa bóng đèn à? Mày đừng hỏi ta. Nó to luôn ấy. Mày so sánh XL thật sự đây. Hoa đây hơi bụi mẹ. Để đi. Wow. Không, bố mẹ rất là da cam Hà Lan mẹ. Mà ăn phúc vật. Ồ, sao màu tím ấy. Nhìn này. Sao này màu xanh này. Sao này màu vàng này. Sao thế? Ai biết. Cái đấy mẹ ơi, nó vừa với cánh mà. Người ta làm gì đây ta? Mọi người có biết người ta làm gì không? Nên bạn cảm thấy sao khi bước giữa một bạn bông hoa nhưng bạn là bông hoa đẹp nhất? À. Không, thực ra mình đùa đấy. Mình bông hoa đẹp nhất. Mình mới là bông hoa đẹp nhất. Anh cái giống gì sao tao? Việt Nam là ở tỉnh nào? Cháu ở Hà Nội ạ. Chú ở trong này có hai mươi đứa.
Bắc Huế. Chúng tôi đang đi ăn kem. Bọn mình vừa chụp rất nhiều ảnh nhưng xong mất hết. Sad story. Và cũng kiểu mất một số đoạn quay vlog nữa mà không biết là điều gì. Ừ, thật sự thế. Ăn kem rồi đấy, tinh thần đúng rồi, suy sụp. Thế nên mọi người hãy cho mình một like. Thank you. Bởi vì mình đã rất cố gắng để mình quay lại từ đầu. Dạ. Want vanilla cone? Want vanilla cone? And want strawberry cup. A cup. Yeah. Sao nó không bị kiểu là dâu quá nhân tạo? Nó gặp rất rất dầu này. Cái màu nó yêu quá. Dạ. Say hello. Nó cũng hơi có nhiều vườn hoa. À, quỷ con cực. Nhưng mà giờ biết là kiểu đi siêu thị mua kem hay là tại ốc quế thì có vị giống thế. Ừ, nó cái vị đấy bạn. Mà cái vị đấy à? Thì em thích nhưng mà tao không thích ăn cái ốc quế vì nó bị no. Kia là cái cối xay gió. Và kia là boat trip. Nhưng mà không biết là nó đã còn không hay là nó đã hết rồi nữa. Rồi bình thường là được đi cái thuyền này nhưng mà hôm nay bọn mình đã hết giờ mất tiêu rồi. Diễn này mọi người ở đây có một khoảng sân để mọi người có thể ra đi picnic. Cậu có nên mua không? Không. Hạnh Chi vừa gửi tử vi tháng này của mình là không được tiêu tiền vào những thứ vớ vẩn. Chưa tiêu hả? Không tiêu. Ui. Người mình đã đi chơi về đây. Ôi, giọng khản luôn. Bầu trời đang đẹp lắm nhưng mà đó. Ngày hôm nay toàn đi chơi về lúc kiểu hoàng hôn ý. Ngồi trên tàu siêu đẹp luôn. Mỗi lần đi chơi về mặt mình nó không cười được nữa luôn. Nó sẽ đi xuống. Đấy, mỏi cười lắm rồi. Mặt mình nãy giờ nó mếu luôn. Thế nên là nếu ai mà có nhìn thấy mình ngoài đời mà mặt mình nó đang đằng sát khí thì thế là do mình bị cười nhiều quá. Mặt mình nó nghỉ một chút. Nói chung là bây giờ mình đã về nhà. Và mình không biết là mình sẽ dừng vlog tại đây hay là còn ngày mai nữa. Có lẽ bây giờ các bạn sẽ biết thôi. Để tí mình về nhà mình suy nghĩ.
Hello mọi người, bây giờ mình chuẩn bị đi ngủ và mình sẽ update cho mọi người quá trình sử dụng em máy Ferrobear Mint của mình nha. Em máy này mình đã có giới thiệu ở một cái video nào đấy trước đây rồi, và khoảng tầm hơn một tháng đã trôi qua kể từ khi mình bắt đầu sử dụng em máy này. Cái giai đoạn đầu mình sử dụng em máy này thì mình sử dụng rất là chăm, mỗi ngày mình đều sử dụng một lần, thì mình thấy được là cái tác dụng của em máy này sẽ giúp thon gọn mặt và săn chắc cái cơ mặt mình hơn. Hiệu quả của nó sẽ có thể nhìn thấy ngay sau khi sử dụng, nhưng mà để mà lúc nào mặt mình nó cũng săn chắc và thon gọn ý, thì mình cảm thấy là mình sẽ không để ý được cái điều đấy. Và phải khoảng một thời gian sau khi đã sử dụng mình nhìn lại thì mình mới cảm thấy là mặt mình nó có cái sự căng lên thật. Thế nên là cái mấu chốt để sử dụng em máy này là các bạn cần phải chăm chỉ sử dụng nó. Kiểu giống như tập thể dục ý, thì tập thể dục cho cơ mặt hay là body thì cũng cần phải chăm thì mới thấy được hiệu quả, đúng không? Và hôm nay mình sẽ sử dụng lại một lần nữa để cho mọi người xem cái hiệu quả của nó sau khi sử dụng nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ vào app For You, chọn For Your Bear. Mình vẫn tập bài Gentle V-Shape Yoga. Mình sẽ tiếp tục sử dụng cùng với For You Serum. Nếu mà bạn không sử dụng serum của Forio luôn thì mọi người nhớ sử dụng serum gốc nước nha. Nhưng mà thực sự thì chắc là đây là một cặp đôi hoàn hảo, tại vì nó sáng tác ra là để ở cạnh nhau mà. Đầu thui. And with light pressure, take a deep breath and let's begin. Đầu thui, chưa xong rồi. Head upward, ending on the edge of the jawline. Repeat on the other side of your neck. Press vertically at the center of your chin. Exhale. And glide along the right side of your jawline toward your ear. We hope you enjoyed your facial workout. Feel free to apply any other skincare. Mọi người thấy sự khác biệt không? Đây. Để mình để hai cái bên so sánh nhé. Hy vậy là đã xong. Nếu mọi người có nhu cầu muốn thử trải nghiệm sử dụng em máy Ferrobear Mint này thì mình sẽ để link của nó ở dưới description box nha. Còn bây giờ thì mình sẽ skincare note và đi ngủ đây. Bye bye mọi người. Good night. 20 tuổi. Mình đang là du học sinh trao đổi tại Hàn Quốc. Ta sẽ đi ăn mì. Thế mày ăn mì gói đi, ngon đấy. Thán đấy. Không có bất cứ tiện lợi đâu. Cơm. Cơm tam giác. Tteokbokki. Bye. Ê, cả cái bãi cỏ này là toàn hoa ở dưới, đẹp cực. Nhưng mà mình không biết là lên camera có nhìn thấy không. Mình đang đi chợ cùng với cả bảo bối hữu hiệu của mình. Mọi người biết cái này là cái gì không? Nghĩ là ở Việt Nam ít người biết cái này là cái gì đó. Mình cũng chỉ biết đến nó cho đến khi mình sang bên này thôi. Là cái vali đi chợ. Bên này hầu hết mọi người đều đi bộ, nên là mỗi lần đi chợ các thứ là không có xe máy hay là ô tô để trở về mấy. Đi bộ đi chợ sách về thì siêu mệt luôn. Nhưng mà hầu hết là các cô, các bà, các mẹ dùng ý. Tại vì những người trẻ là phải có sức khỏe, sức bền để kéo, đúng không? Nhưng mà mình thì không có những cái đó. Mình mệt lắm, thế nên mình cũng có cái này. Nhưng mà mình cảm thấy nó tiện mà. Mỗi lần đi chợ ấy, ngày xưa mình hai vai, hai túi to đùng, xong về đến nhà gãy tay, gãy chân, gãy lưng luôn. Nhưng mà mỗi lần đi chợ bây giờ mình có chiếc vali này, mình đi thảnh thơi lắm. Mình cứ vừa đi mình vừa ngắm đường ngắm phố, mình không bị kiểu như là như một chú lừa vác đồ về nhà nữa. Bình thường mình còn không dám mua nhiều đồ quá tại vì mình sợ xách nặng ấy. Nhưng mà bây giờ một lần mình đi mình có thể mua được hết tất cả mọi thứ mình cần. Và mình không cần phải đi nhiều nữa. Vậy nên mọi người hãy sắm ngay cho mình một chỉ ngay hôm nay 99.99999. Mình xin hứa là cái giỏ của mình nó nặng kiểu 10 cân hơn. Vì kiểu mình mua cả nước giặt các thứ nữa ấy. Thế nên cái này mà xách tay về chắc ngất luôn. Thank you.
mua croissant để ăn này.